Chào quý khách, Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là mùng 9 tháng 8 năm 2017. Thành Luân trân trọng giới thiệu quý vị chiếc sập thờ Phúc hàng VIP được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đã hoàn thiện phần của anh Vác Ly Trần theo yêu cầu của khách hàng ở Văn Giang, Hưng Yên. Vừa sáng nay chúng tôi cũng có một chuyến chở một bộ ghế của tao Quảng Bình cho anh Bản đi Văn Giang, Hưng Yên, và tiếp tục chiều nay là một chiếc sập thờ của một chú khách hàng ở cũng ở Văn Giang, Hưng Yên. Chúng tôi chuẩn bị bốc hàng lên xe để đi bàn giao cho gia đình nhà chú. Ở trên hình quý vị anh thấy đây, chiếc sập thờ Phúc được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đã hoàn thiện xong, và dạ tiền dày 8 phân, dạ ngang dày 8 phân, mặt liền dày đậu 2 phân, chân 24, hàng thửa của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Đấy, cái sản phẩm này thì cũng được gia đình nhà chú khách hàng đã đến nghiệm thu phần mộc, và bây giờ chúng tôi là hoàn thiện xong, tôi sẽ chuẩn bị bốc hàng lên xe. Lúc khi ra xem chúng tôi quay tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân. Đây là chiếc mặt sập bằng gỗ vụ ta Quảng Bình của một chú khách hàng, và phía xa kia là một bộ hành phi câu đối, một cộng với một đôi lọ bằng gỗ sa cừ chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng cắp lơi. Và còn ở trong xưởng chúng tôi thì công việc là rất chi là nhộn nhịp. Quý khách nào có nhu cầu sở hữu cái sản phẩm tương tự như này có thể liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc là 0972 770888. Thành Luân chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu, mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Khách có thể truy cập vào facebook.com và tìm kiếm đồ gỗ Thành Luân để xem các hình ảnh sản phẩm của chúng tôi cập nhật hàng ngày. Rất đẹp. Mấy chú Bình cứ mài cái này đi. Đừng nhìn. Ở đây xe chúng tôi đã chờ sẵn để chuẩn bị bốc hàng lên và đi bàn giao cho khách hàng. Đấy, và Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin chào hẹn các bạn quý khách trong những video clip sau. Hôm nay là 9 tháng 8 2017. Khách nào có nhu cầu có thể về trực tiếp đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để xem sản phẩm, để mục sở thị. Thành Luân xin một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Lên đường đi, lên đường đi, tháo đi.